Trăng 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 trăng. Vâng chị ơi, ngày hôm nay em sẽ trao cho chị cái thanh gươm diệt quỷ của em. Sao tự nhiên lại trao cho chị? Đấy, bây giờ chúng ta cần phải cầm cái thanh gươm diệt quỷ này để đi tiêu diệt tất cả những bọn quái vật từ to đến bé chị ạ. Quái vật gì? Quái vật rainbow này, quái vật blue này, quái vật gì cũng có luôn. Toàn là quái vật khổng lồ thôi. Đúng rồi. Ui sợ quá. Thế thì gọi là chị sẽ cầm cái kiếm này để đi chém hết. Được. Bây giờ trước khi đi chúng ta nên làm gì cái đã? Trước khi đi các bạn nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quả cáo cho chúng mình nha. Và bây giờ lên đường thôi. Rồi chị ơi, thanh gươm diệt quỷ đang đi tiêu diệt một con quái vật đây nè. Quái vật gọi là móng vuốt kinh nhở. Và khi tiêu diệt thắng là chúng ta sẽ được nâng điểm lên. Trời ơi. Cái đây là lư thần gì đây? Lư thần lava chị ơi. Ôi chết rồi. Sao mình hẹo kìa. Bình tĩnh chị ơi. Em đang lấy lại gọi là sức lực. Rồi. Để chị. Mình bị chơi. Cầm kiếm này. Bình tĩnh chị ơi. Mình bị rơi một phát từ trên địa ngục xuống thiên đàng rồi. Thế bây giờ là mình lại thành một bạn gấu. Ủa gì vậy? Cái gì mà gấu? Đây là con dog. Quỷ. Và mình sẽ là chiến binh dog đi tiêu diệt mấy thằng này. Đây rồi, cái thằng cầm kiếm chỉ hơi biết bơi này. Để ôi. Em một chém mà đi rồi chị ơi. Cho đấy. Lên. Chị thấy thanh gươm diệt quỷ của em nó đẳng cấp không? Được đấy. Cộng thêm một phát nữa. Russian. Mình được nâng cấp nhà. Ngôi vua đã được dành cho em. Ôi, bây giờ mình ngôi vua đã được dành cho em. Rồi bây giờ mình sẽ được tặng vàng. Tặng vàng thì mình phải làm quả X5 nó mới được nhiều vàng. Chân xù. Sake chưa? Bây giờ tiếp tục là cuộc chiến. Ủi chúng nó đang canh giữ cái kho báu. Bây giờ chúng ta sẽ phải xâm chiếm cái kho báu của nó chị ạ. Nhưng mà mình có 5 mạng thôi, bên kia tận 4 mạng kìa. Được rồi, em sẽ tiêu diệt cái thằng 4 này trước. 5 lớn hơn 4. Rồi. Bây giờ sẽ đánh thằng 8 này. Hợp lý. Được chưa, bây giờ em có 17 điểm. Và thằng này có 10 điểm thôi. Chiến luôn. Thì làm sao ăn nổi em. Đúng. Đấy, đúng. Một chém rồi. Đây. Lên, lung linh là lên luôn này. Lụm vàng, được 50 xu anh em ơi. 50 xu. Wow. Và mình sẽ được mở một skin bet mới. Nhưng mà phải xem quảng cáo. Mở không ta? Mở luôn. Rồi, lụm được luôn một cái skin rồi chị ơi. Bây giờ chúng ta lại được nhân vàng tiếp. Em sẽ làm quả ích lắm nữa. Đấy, mấp mé X4 luôn. Nhưng mà may quá, vẫn được. Rồi, cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết đâu. Mình lại phải cầm chú dog này và đi tiêu diệt mấy cái thằng dở hơi biết bơi này thôi. Cái bạn quấn khăn này là phải tiêu diệt ngay. Ủa, khoan đã, mình có 8 điểm, em đang định đánh cái thằng 10 điểm này. Bây giờ mình đánh cái thằng 5 điểm vậy thôi. Mới ra mới ăn được. Rồi. Tiếp tục. Trời ơi, chị thấy skill kiếm của em nó đẳng cấp không? Được của nó đấy. Rồi, lung linh là tiếp tục lại cuộc chiến nữa. Bây giờ mình chỉ có 5 điểm. Nhưng mà bây giờ một bạn kia đang cầm gọi là chìa khóa vàng. Chắc là mục tiêu của mình. Mục tiêu của mình là lấy được cái chìa khóa này để mở kho báu. Đơn giản. Được rồi, vào đây. Một chém, hai chém. Ui, 8 điểm. Rồi, nhanh lên. Em lụm được một cái chìa khóa rồi chị ơi. Bình tĩnh. Còn 2 chìa khóa nữa. Còn 2 chìa khóa nữa thôi. Ôi trời ơi. Ôi trời, có em gọi cú xoay thần kiếm. Kỹ thuật xoay kiếm. Một chém là đi. Rồi. Mình vẫn chưa nhận được cái con này. Cái con này, ui. Ôi, đây hình như là mình nhận được 60%. 60% nhưng mà mình chỉ thiếu 40% nữa thôi. Mình được một con skin quỷ này. Rồi, bây giờ chúng ta... Quái vật blue. Nó đang bắt giữ làng công chúa của em. Trời ơi. Bây giờ em phải đi lụm cái thanh gươm mới. Đúng. Cho em một cây kiếm vàng khe luôn. Cây kiếm bằng vàng. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt cái thằng 12 máu này đã. Rồi. Một xiên là đi rồi. Blue đúng không? Đúng rồi. Blue. Trời ơi. Blue gì mà yếu đuối dã man ngon ngan vậy. Ăn có một chém mà đi luôn. Rồi, bây giờ sẽ giải cứu công chúa. Giải cứu công chúa. Làng công chúa của đời em. Rồi, giải cứu công chúa thành công. 80% rồi. Chúng ta cần 20% nữa là một cuộc chiến nữa là mình sẽ lụm được đấy. Ok, vào cuộc chiến tiếp theo. Rồi, để xem cuộc chiến này. Chúng ta đã đối diện được quỷ vương. Cái bạn kia là mình cần thu phục được. Tại sao bạn đấy ở bên địch nhỉ? Ảo thật đấy. Thì mình phải xếp bạn này thì mình mới thu phục bạn đấy chứ. Ok, em sẽ lụm cái thanh gươm vàng và đánh cái thằng 6 điểm cái đã. Xuống thằng 15 điểm. 15 điểm em ơi. 24 điểm. Rồi, và lên cái bạn quỷ đang cầm cái gì? Quỷ mới chúng tôi. Quỷ ăn một chém mà đi rồi. Đây rồi. Xin chào làng công chúa của đời em. Rồi. Thu phục được ngay. Bây giờ lại phải xem quảng cáo mới được nhận nó, cay thật đấy. Tiếp tục. Rồi, thu phục được bạn. Ôi cái gì đây? Ơi. Cái gì đây? Sao bạn này thu phục xong lại còn đánh mình nữa chứ Ly? Hỏng rồi. Cay thật đấy. Phản chủ rồi. Rồi, phản chủ à, bây giờ em nó gọi thêm đồng đội của nó chị ơi. Bây giờ mình phải tiêu diệt ngay. Con này láo quá. Lên nhận kiếm. Lụm kiếm 35 điểm tiêu diệt cái thằng đội mũ cối này cái đã.
Ôi giời, thằng này có quả mũ giáp sắt này đẳng cấp đấy, cái bờm ngựa đấy. Bên kia có cả phép trừ kìa, em phải tính cho nó hợp lý. Trừ trước cộng sau hay là cộng? Em nghĩ là em sẽ tiêu diệt thằng này để em nhiều điểm cái đã. Xong em mới đi trừ điểm của mình đi. Đúng, hợp lý. Và tiêu diệt thằng này thêm là mình được thêm điểm. Đánh cái con này đi. Đúng. Nào nhạo vào phát xây à, lao nhạo phát xây à. Đánh phát nữa. Ôi giời ơi. Nó đá em một phát văng vậy. Nó văng một phát ra một tấn kho báu luôn mà. Rồi, lụm sạch này. Lụm sạch 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 được đấy. Ai, mày đấy. Em tưởng nó đá em đi tận trời mây nào. Ai ngờ là mình sẽ đụng được rất là nhiều quả. Cái gì đây? Ok. Ồ. Và bây giờ một cái skill mới. Một bạn gọi là mọc sừng. Mọc sừng, lụm luôn. Rồi, mình cũng đã lụm được một cái thanh kiếm mới chị ơi. Ô Sake, kiếm này VIP rồi. Mình phải đi lụm thêm kiếm này nữa. 30 điểm. Đánh cái thằng 10 điểm này thôi. Hợp lý. Tiêu diệt thêm cái thằng 30 điểm này nữa. Mình lại có thêm điểm. Đây, 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 đây. Em đánh nó liên hoàn cước luôn. Đánh cực kỳ nhanh luôn. Đánh cho lổ phá hoa luôn. Rồi, tiếp tục. Em nghĩ mình cần phải về vương quốc của mình. Để mình xem nào. Ôi trời ơi, bê cuộc một cuộc chiến mới. Chúng ta cần phải tiêu diệt một cái thằng có 4 điểm này. Mình 10 điểm cơ mà, sợ gì? Anh ấy sợ, mình không những 10 điểm, mình có 2 thằng lính nữa cơ. Trời ơi. Tiêu diệt tiếp, nó gọi thêm thằng lính là mình thu phục nó về đội của mình luôn. Sau khi tiêu diệt là mình thu phục luôn. Ôi trời ơi, nó gọi cái thằng đầu trâu mặt ngựa thì thế này. Trời ơi, tưởng đầu trâu mặt ngựa như nào, vẫn thắng một cách dễ dàng và tình cảm đấy chị Bơ ạ. Amazing, good job em. Ok, và cuộc chiến tiếp theo, mình cần tăng đêm của mình lên. Chết rồi, mình có 10 điểm thôi, bạn kia đợi 11. Nào nào, bao nhiêu? Thôi thì từ. Em hỏi là bao nhiêu điểm chị Bơ? 70 với 10, 1. Bao nhiêu? 5. Thế thôi em ơi. Tưởng thế nào, chị đừng có đùa với em. Em nâng cấp điểm của em một phát là lên luôn, khỏe khoắn luôn. Trời ơi, mấy bạn kia. Mấy thằng này lưu tiêu thôi, lưu tiêu diêu. Tưởng thế nào? Dăm ba con, ui. Bà thấy chiến binh của mình đẹp không? Trời ơi, bạn chiến binh kia của mình VIP luôn. Bạn kia cầm cái bồ cào để cào em. Chả sợ, em thắng luôn. Nào, thôi em không chiến đấu cuộc chiến đấy nữa. Mình bắt đầu vào cuộc chiến tiếp theo đây này. À, mình có thể. Không, mình thay bạn này à? Không, 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 mình sở hữu được những cái skin mới của mình. Đây. Mua. Ví dụ là con này mua 100 tiền. Đúng hay rồi. Là con này 5.000 tiền. 5.000 tiền. Hay là con này 25 kim cương. Ha, chị muốn chọn con nào em cho chị con đấy luôn. Thôi mình ít tiền mình chọn cái phần trên em ơi. Phần trên à? Không cần, không cần, không cần, không cần. Em nghĩ là mình sẽ làm quả Samurai đi. Rồi, có ngay quả Samurai luôn, chị thấy chưa? Chị chỉ cần thích con nào là em cho chị con đấy luôn. Ai giờ bạn này thôi ra chiến đấu bạn này cứ phát. Rồi ok, bắt đầu cuộc chiến tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta được một cái màn mới rồi. Chúng ta. Đây là một cái cây đậu thần. Và ở đây có rất là nhiều quái vật à. Nhưng mà chúng nó đang lại bắt giữ làng công chúa của em nữa rồi. Bây giờ là mình phải giải cứu công chúa. Lung linh là lên luôn đây này. Dăm ba cây đậu thần này. Ui, có tận một cái chìa khóa nữa. Ui, à, ơi. Thế em mở được hai chìa khóa rồi. Em ơi, sang bên này để lấy kiếm đã. Trừ 20 máu nhưng mình được cộng thêm 50 máu. Được. Nào. Chơi luôn. Lên đây. Quá. Ui, con này tận 120 máu. Thôi. Em nghĩ em lại phải lụm một cái thanh gươm mới thôi. Xem là cậu vào. Đúng rồi. Sắp đến chỗ công chúa rồi. Đây rồi, công chúa ơi, tôi đến với làng đây. Giải cứu. Giải cứu luôn đấy. À, nhảy tung tăng luôn đi chứ. Công chúa thích ngay. Bắt đầu tiếp tục. Rồi, để xem nào lần này. À, lần này không phải là cây đậu thần nữa. Nó lại về mấy cái vương quốc màu đỏ của chúng nó. Vương quốc màu xanh của mình à. Vẫn có thể chiến thắng được, chị tin không? Về vào cái tút lèo của nó đi. Ok, 27 à? Chết rồi. Chết rồi. 13, ăn được 13. Thằng 13 điểm này đấy. Ăn được thằng 13 điểm. Xuống đánh thằng 35. Đối với mình thì em rồi gọi là đánh nhanh rút gọn đâu. Tuyệt quá, tuyệt quá. Thế mới là hảo hán. Rút luôn cực kỳ nhanh. Bây giờ lên chỗ bạn 55 đi. Rồi, bây giờ cứ đánh theo lần lượt từ thấp lên cao thôi. May là nhanh phát đấy, không là mình hẹo ấy. Rồi, em đã chiếm đóng thành công. Chiếm đóng thành công cái vương quốc của nó. Ui, còn 20% nữa mình lại lụm được một cái skill mới. Ok, và cuộc chiến tiếp theo để mình có skill mới. Ui, bây giờ mình có kiếm mới nha. Nhưng mà để lấy được cái kiếm này mình... chúng ta phải trải qua một cái lưỡi cưa. Lưỡi cưa này mất 10 máu. Không sao hết. Nó vẫn như thế à? 10 máu. Đánh cái thằng này cái đã. Thằng này có 20 máu. Lụm. Rồi, em chiếm được thành công cái vương quốc của nó thành màu xanh rồi. Trời, bây giờ lại qua những cái gì nữa đây này. Đánh thằng 20 máu này trước đi. Ô, skill okay chưa? 65 à? Xuống thằng dưới đi. Xuống thằng dưới đánh cho sướng. Đánh thằng dưới là yếu cho sướng này. Rồi bây giờ bắt đầu lên thằng trên là mình tấn công. Đúng rồi. Hợp lý đấy chị Bựa. Hợp lý luôn. Hợp lý luôn. Được chưa? Tưởng thế nào, dăm ba cái thằng lính tốt này nữa. 34 điểm. Ok, mình lại lụm được thêm một con boss nữa. Và thôi con này không cần.
vào cuộc chiến tiếp theo luôn. Nào để xem lần này chúng nó gọi đấy, nó lại bắt lại công. Em thề luôn, công chúa của em nó cứ ngốc ngốc kiểu gì ạ, vừa cứu xong nó lại bị bắt. Ảo thật đấy. Đấy là do em không quản lý công chúa tốt đấy. Được rồi, quân của em đấy. Lần này em sẽ xử lý luôn mấy cái thằng Lưu Tiêu Diêu này. Ui, mình được nhận được một cây kiếm ánh sáng đi ạ. Wow. Cây kiếm ánh sáng thanh dương của quỷ. Trời rồi. Giờ đấu với bạn này 40 máu là gặp em 20, cho 20. Hiểu vấn đề luôn. Rồi, hiểu vấn đề luôn. Trời ơi, công chúa. Em đánh gọi là đánh cực kỳ nhanh luôn. Đánh thằng này qua thằng lọ. Trời ơi, ghê chưa. Rồi, để xem lần này. Chưa. Cho em lấy lại một chút bình tĩnh. Ui giời ơi em ơi. Quái vật của nó gọi là khỏe khoắn. Nhưng mà mình có X3 gọi là X3 lương thực. Ôi giời. Ăn mình mà ăn cái chỗ đùi gà mấy chỗ cà chua này vào mình khỏe như gì luôn. Nhưng mà trước khi ăn thì mình cần nâng cấp cái điểm của mình lên cao cao một chút đã. Đi cho đi chiến đấu. Tiêu diệt cái thằng 20 máu này. Cả cái thằng này nữa. Lên. Đây. Em nghĩ là xuống ăn luôn. Tăng sức mạnh lên rất là nhiều. Tấn công thằng này. Thằng nào bây giờ gặp em cũng đập chết. Ôi, cả cái con quái vật này luôn. Ôi trời ơi. Lụm cái dương. Ok chưa? Ok chưa chị Bơ? Nhận được ối tiền. Đúng vậy. Không thèm cái skin này luôn. Mình có skin xịn rồi. Còn này là em lụm được một cái gương mới và một cái chìa khóa nữa đây này. Lại còn có cả dìu mới kìa. Được. Ăn thằng 7 máu rồi kìa đã. Rồi. Thế rồi. 10 máu rồi nữa quên mất. Còn tầng này 10 máu này. Tôi chìa khóa phải để cuối em ạ. Đúng rồi. Em lụm cái này đã không, chìa khóa phải đánh luôn. Đánh luôn à? Đánh nhanh rút gọn luôn. Lụm cái chìa khóa, ba cái chìa khóa rồi. Không biết ba chìa khóa này mình mở được cái gì đây. Không biết ta. Này thì đây, bướng mình cán bộ mình này xin. À, mình được mở một cái giường, ba cái giường lận chứ không phải một. Một cái này đi. Cho chị Bơ chọn phát lửa này. Cái ở giữa chùm kim cương. Osake 400 tiền. Một cái cuối cùng em sẽ chọn cái hàng này đi. Rồi, được 100 tiền. Chán đấy. Tưởng cái gì cái chìa khóa ra kho báu gì ra tiền nữa. Tiền thì mình đai. Thật, để xem nào. Lại là cây đậu thần. Và lần này nó không bắt giữ công chúa của em nữa. Nhưng mà nó có một cái loại kho báu VIP hơn. Lấy cái thanh kiếm sắt này đi. Ôi chết rồi. Mình có 10 máu thôi mà chúng sang bên bạn chúng nó VIP quá. 6 này. Ôi giời. Đánh con thằng 12 luôn. Mình làm mình hẹo luôn đấy. Không sao. Em đánh được. Em gọi là tính có toán em nhanh lắm. Có một chìa khóa kim cương. Đấy tí, muốn ăn cái chìa khóa kim cương là mình phải tiêu diệt hết mấy cái thằng dở hơi biết bơi này đã. À, chắc là chìa khóa kim cương để mở cái bạn kia. Đây. Có ngay. Lụm luôn. Lụm cho mình. Mở khóa cái thằng kia. 42 máu. Ồ. Ui, thằng kia 999 máu à nhá. Bạn em ơi, nhiều máu kìa. 300 máu cái đã, giết cái thằng 300 máu này. Vẫn thiếu 5 điểm với nó. Bây giờ mình sẽ đi tiêu diệt mấy thằng Lưu Diêu này. Để mình cộng thêm nhiều điểm hơn. Được rồi, mình hơn điểm nó rồi em ơi. Wow, em sẽ đánh thêm cái thằng ấy nữa. Đánh là phải đánh xanh. Trời. Đã không cho nó mọc mầm nữa rồi chị ạ. Lên. Tiếp tục. Thêm một cái giường gì đây. 50 xu nữa. Rồi, mình sắp gặp boss rồi. Cố gắng lên chị ơi. Phát cuối cùng ấy thôi. Rồi, để xem nào. Lần này cái con này. Lại cái con quỷ người xanh này. Hả? Em mới cho nó hiểu thế nào là vấn đề. Em mới cho nó hiểu thế là vấn đề chị ơi. Trời ơi. 70 cái thằng chiến binh áo giáp sắt mua giáp sắt này đúng không? Đúng rồi. Nhân với cán bộ rồi. Nhân. Nào bây giờ con này một chưa? Bạn. Một chị em. Yes sir. Thằng tưởng bot như nào? Trời tưởng ơi. Bot như nào? Vỗ tay. Dân ba con boss này thì quá là yếu luôn anh em ơi. Quá là yếu luôn. Rồi các bạn ơi, nhờ cái thanh gươm diệt quỷ của mình đâu chị Bơ. Để. Chị cất gươm sớm thế không biết được. Ui giời. Mình và chị Bơ đã tiêu diệt được hết những cái con quái vật đã định xâm chiếm cái tường thành của mình. Anh em thấy mình khỏe khoắn thì anh em hãy cho chúng mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bây giờ đưa chị về cất gươm. Ok.